Chào tất cả các bạn và video ngày hôm nay Tàu Chiến Hiện Đại sẽ tiến hành quay thưởng với 10 ID đã chiến thắng trong sự kiện mini game Tàu Chiến Hiện Đại. Và vòng quay may mắn ngày hôm nay chúng ta sẽ có 10 người chơi, khi vòng quay dừng lại ở tên người chơi nào thì người chơi đó sẽ nhận được phần thưởng tàu khu trục hạm Ocean Avenger. Và sẽ có 5 phần thưởng tàu khu trục hạm Ocean Avenger. Và 5 phần thưởng còn lại tài khoản trả phí 30 ngày. Người chơi nào may mắn nhận được tàu khu trục hạm Ocean Avenger nhưng tài khoản của các bạn đã có con tàu này thì sẽ được cộng 6.000 vàng vào tài khoản của các bạn. Chúc tất cả các bạn may mắn. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu video quay thưởng ngày hôm nay. Xin chúc mừng người chơi có tên Thằng Bờm đã nhận được phần thưởng tàu khu trục hạm Ocean Avenger, chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt quay tiếp theo. Xin chúc mừng người chơi có tên Minh Chí đã nhận được phần thưởng tàu khu trục hạm Ocean Avenger, chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt quay tiếp theo. Xin chúc mừng người chơi có tên Thành Official đã nhận được phần thưởng tàu khu trục hạm Ocean Avenger, chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt quay thưởng tiếp theo. Xin chúc mừng người chơi có tên Nhật Duy Mai đã nhận được phần thưởng tàu khu trục hạm Ocean Avenger, chúc mừng bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với lượt quay thưởng cuối cùng. Xin chúc mừng người chơi có tên Long Gaming đã nhận được phần thưởng cuối cùng tàu khu trục hạm Ocean Avenger, chúc mừng bạn. Và 5 người chơi còn lại trên vòng quay sẽ nhận được phần thưởng tài khoản trả phí 30 ngày, xin chúc mừng tất cả các bạn. Người chơi có tên Thằng Bờm vui lòng kiểm tra lại ID của bạn đã chính xác hay chưa để mình kịp thời chỉnh sửa lại. Và như vậy sự kiện mini game trên kênh YouTube Tàu Chiến Hiện Đại đã kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã nhiệt tình tham gia sự kiện mini game. Và đầu tháng sau sẽ có sự kiện mini mới trên kênh YouTube Tàu Chiến Hiện Đại với phần thưởng rất hấp dẫn dành cho người chơi chiến thắng. Các bạn nhớ theo dõi kênh để nhận thông báo sớm nhất về sự kiện mini game nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong sự kiện tiếp theo.